Xưởng làm lưới bẫy chim đêm lại xin chào toàn thể các bác nhé. Ngày hôm nay thì cơ sở bên em xin giới thiệu cho các bác là về cái dòng lưới đánh chim rẽ run. Thì trước khi đi vào giới thiệu chi tiết về dòng lưới đánh rẽ này, em cũng xin giới thiệu qua cái mua bán này. Bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng về lưới đánh rẽ run hoặc là loa đài đánh rẽ run thì có thể là tham khảo đặt hàng. Em để số điện thoại góc màn hình video. Các bác điện đến thì bên cơ sở em là sẽ lên đơn hàng gửi hàng cho các bác. Còn bây giờ thì đi chi tiết để cho anh em cùng làm bắt được nhé. Về dòng lưới này thì bên cơ sở là sẽ làm cho các bác là hai khổ, đó là khổ chiều dài là 50m và một khổ chiều dài nữa là 100m. Còn về thông số kỹ thuật của lưới này, thông số kỹ thuật của lưới thì về cái dòng lưới này là cái dòng lưới cực kỳ là tốt, đấy, mặt không bị chạy này, và cái thứ hai nữa là sợi nó rất là đẹp. Sợi thì bên cơ sở là sẽ chọn lựa cho các bác sử dụng đó là sợi 15. Đối với dòng lưới sợi 15 này thì ưu điểm của nó thì các bác sẽ sử dụng đánh được ngoài rẽ run ra thì các bác sẽ sử dụng đánh được thêm con tè vàng và con cà kheo. Chiều cao mắt lưới của nó là 75 mặt đấy, thì bên cơ sở làm cho các bác là 4 dây 3 túi. Hàng này thì em sẽ mở túi tầm khoảng 80 cho tới là 85cm đấy. Còn nhôi cọc này đấy, nhôi cọc và dây diềm đấy, thì bên cơ sở cũng như là khoang túi thì bên cơ sở làm hết cho các bác rồi. Đấy, các bác chỉ việc ra lưới là các bác đánh thôi. Còn về cái lưới này này các bác này, lưới này thì các bác đánh thì độ bền màu của nó rất là cao, bởi vì nó là cái dòng lưới sợi tốt nhé. Đấy, cực kỳ là cao. Như cái tay em đang cầm đây là tay khổ 50m này. Khổ 50m này thì anh em đánh cho em là 3 cọc nhé. Đấy, bên cơ sở làm cho các bác là 3 cọc. Còn khổ 100m ấy, thì bên cơ sở là làm cho các bác là 5 cọc. Đấy, ví dụ thông số lưới thì bên cơ sở đã ghi hết vào đây rồi. Đây là mắt 8 này, nhân 75 này, nhân sợi 15 này, đấy, 50m. Đấy thì anh em về mua hàng và anh em kiểm tra hàng thì nó cũng sẽ dễ hơn. Đấy, ưu điểm khi các bác sử dụng những cái dòng lưới như thế này thì đánh độ tàng hình rất là cao. Đấy, và độ đứng thì rất là chặt mắt này các bác này. Còn lưới thì các bác mua tất cả những cái dòng lưới đấy thì lưu ý là các bác chọn những cái dòng lưới không bị chạy mặt. Cái thứ nhất là mình gỡ con chim nó rất là dễ. Và cái thứ hai nữa là các bác đánh ấy thì khi con chim nó vào thì nó sẽ không bị mất sẩy con chim. Đấy, còn về tay 100 này các bác này, tay lưới 100 đây thì như tay em đang cầm đây, bó này là của nó là hơn 1 cân này. Đấy, rất là nặng, bởi vì phơi lưới bên cơ sở làm đủ thịt đủ túi. Đấy, dây diềm thì làm dây vừa tầm cho các bác để các bác đánh này. Đấy, còn khổ 100 này thì thiết kế cho anh em là 5 cọc nhé. Đấy, 5 cọc để anh em chạy. Còn anh em sử dụng ví dụ bãi đánh rộng thì anh em sẽ sử dụng với một cái tay lưới là 100m như thế này. Còn ví dụ các bác đồng hẹp, bãi hẹp thì các bác có thể là sử dụng tay 50. Đấy, cũng tùy thuộc vào cánh đồng của các bác thôi là các bác đánh. Đấy, còn số lượng lưới thì bên cơ sở luôn luôn sản xuất với cái số lượng cực kỳ là nhiều để phục vụ cho các bác và anh em thợ đánh nhé. Đấy, còn thời điểm này thì hiện tại ở đầu nguồn, ví dụ như em chẳng hạn ấy, ở Bắc Giang thì bắt đầu là đón đợt chim rẽ run di cư và rất là mạnh rồi. Đấy, và nó đột xuất sẽ có ngày lên tới khoảng 150 đến 200 con. Đấy, còn thường thường thì như cái thời điểm như bây giờ này thì ví dụ như thời tiết nắng thì những đánh độc cái chim bật đồng dồn đi thôi ấy, chứ không phải chim đi mạnh thì vẫn phải được 30-40. Đấy, cũng là con chim đem lại kinh tế khá là cao. Giá cả năm nay thì vẫn ok các bạn, giá hiện tại vẫn đang được 22 đến 25 nghìn đồng trên một con, thì nó cũng là con chim đem lại kinh tế rất là cao cho anh em thợ đánh nhé. Đấy, bác nào mà đang có nhu cầu mua lưới thì liên hệ cho em nhé, em để số điện thoại góc màn hình video. Bây giờ chào các bác nhé.